Damihi animas cetera tole. Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị khán giả, đặc biệt các bạn trẻ đến với chuyên mục Điểm tin trong tuần của kênh truyền thông Salazin Don Bosco với các tin chính sau. Một số thông tin về giáo hội, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ Argentina hãy có lý tưởng để thay đổi thế giới. Các thông tin về tu hội Salazin Don Bosco trên thế giới và tỉnh dòng Việt Nam. Suy niệm lời Chúa Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, một chút giận mình. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Argentina hãy có lý tưởng để thay đổi thế giới. Cuộc hành hương miền Đông Bắc Argentina bắt đầu từ năm 1979. Thông thường có khoảng 300 bạn trẻ từ các giáo phận trong miền đi hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Itati do đại dịch cuộc hành hương năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong một sự điệp video gửi các bạn trẻ Argentina tham dự cuộc hành hương giới trẻ miền Đông Bắc vào ngày 19 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các em, các con hãy là những người sống động, những người có lý tưởng, những người thay đổi thế giới, đừng thụ động đứng yên, đừng như những pho tượng. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả trong hình thức trực tuyến thì các bạn trẻ vẫn đang hướng lòng về cuộc hành hương và đang đi gặp Đức Mẹ. Ngài nói, cha đồng hành cùng các con trong cuộc hành trình này mới mẻ nhưng luôn là một cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống là một cuộc hành trình dù có những khó khăn và sai lỗi phải luôn trỗi dậy và trở lại đúng hướng. Cuối cùng Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho những người trẻ và nhắc nhở các em rằng Mẹ Maria biết điều gì đang xảy ra trong trái tim mỗi người các em, vì Mẹ là mẹ và Mẹ chăm sóc các em. Năm nay Đức Cha Andre Staronick đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ và thánh lễ được truyền chiếu trực tiếp trên mạng xã hội để các bạn trẻ có thể tham dự. Cuối thánh lễ trong bản văn tuyên ngôn của giới trẻ, các bạn trẻ nêu lên những khó khăn của người trẻ như nghèo khổ, thất nghiệp, nghiện ngập tự tử, bạo lực. Các em muốn dấn thân giúp đỡ những người đau khổ bằng những việc cụ thể. Các em muốn trở thành bạn đồng hành của nhiều người trẻ đang bước đi không có mục đích, muốn chia sẻ niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của họ. Đức Thánh Cha Francisco, mỗi người đều xinh đẹp đối với Thiên Chúa. Hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đón một nhóm 42 trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ đang được điều trị tại phòng khám ánh sáng mặt trời ở Thánh Bonten, Áo. Ngài cảm ơn tất cả mọi người vì công việc tuyệt vời dành cho các bạn trẻ. Nói về tên ánh sáng mặt trời của trung tâm, Đức Thánh Cha nói với các em, cha có thể tưởng tượng tại sao những người phụ trách lại chọn cái tên này. Bởi vì ngôi nhà của các con trông giống như một vườn hoa lộng lẫy dưới ánh sáng mặt trời. Và những bông hoa của ngôi nhà này chính là các con. Chúa đã tạo ra thế giới với muôn vàng loài hoa đủ màu sắc. Mỗi người trong chúng ta cũng xinh đẹp trong mắt Thiên Chúa và người yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, Lời cảm ơn là một lời cầu nguyện tốt đẹp và Thiên Chúa thích lời cầu nguyện này. Đức Thánh Cha muốn các em biết nói cảm ơn với Thiên Chúa vì món quà cuộc sống và vạn vật Chúa ban. Cảm ơn cha mẹ, gia đình, cảm ơn những người bạn của trung tâm ánh sáng mặt trời. Ngài gợi với các em thêm vào lời cầu nguyện một lời cầu xin. Chúa Giêsu ơi, Chúa có thể giúp bố mẹ của con trong công việc của họ không? Chúa có thể an ủi bà con đang bị bệnh không? Chúa có thể ban thức ăn cho trẻ em trên toàn thế giới đang không có thức ăn không? Hay, Chúa ơi, xin hãy giúp đức giáo hoàng lãnh đạo tốt giáo hội. Ngài nói, nếu các con cầu xin trong đức tin, Chúa chắc chắn lắng nghe các con. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn phụ huynh, những người đã đồng hành, bà chủ tịch và mọi người hiện diện. Ngài cảm ơn sáng kiến tốt đẹp và sự dấn thân của họ đối với các em. Ngài nói, tất cả những điều anh chị em làm cho một trong những người bé nhỏ nhất này là anh chị em làm cho Chúa Giêsu. Đức hồng y Taklê đã hồi phục có kết quả âm tính với virus corona. Jack Gregory Gaston, giám đốc học viện giáo hoàng của Philippines ở Roma, đã thông báo tin Đức hồng y Lề hồi phục và nói rằng đây là niềm vui lớn lao đối với toàn thể giáo hội. Cha nói: Chúa muốn ngài tiếp tục phục vụ trong văn phòng truyền giáo của Vatican để truyền rao tin mừng của Chúa về tình yêu, niềm vui, hòa bình, công lý, sự tha thứ và hòa giải, tất cả những điều mà ngày nay thế giới đặc biệt cần đến. Đức Hồng Y Tác Lệ, 63 tuổi, có kết quả dương tính với virus corona hôm 10 tháng 9 khi Ngài trở về Manila nhưng không có triệu chứng cụ thể. Ngài là người đứng đầu cơ quan tòa thánh đầu tiên dương tính với virus corona và là Hồng Y thứ hai ở Roma sau Đức Hồng Y Angelo de Donatis giám quản Roma nhiễm virus corona. Ảnh hưởng của cơn bão số 5 đến các giáo sứ trong tổng giáo phận Huế. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, khiến nhiều cây cột và cột điện bị ngã đổ, một số đường dây điện bị đứt và khiến mất điện trên diện rộng. Nhiều giáo sứ trong giáo phận như Đốc Sơ, Tây Lộc, Phủ Cam, với khuôn viên có nhiều cây cổ thụ lâu năm cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão này. Nhiều cây bị gãy cành hoặc bật nguyên cả rễ. Đặc biệt là ngôi thánh đường của giáo họ Hương Cần thuộc giáo xứ Dương Sơn đã bị cơn bão cuốn bay phần mái tôn làm gãy đổ một số cột ngang và nứt nhiều mảng tường. Một số giáo sứ như Đức Mẹ Hành Cứu Giúp, Hà Thanh có một vài mái ngói bị nứt hoặc rơi vỡ khi cơn bão vừa quét qua. Sau khi cơn bão đi qua, dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ, nhiều hội đoàn trong giáo xứ đã tích cực dọn dẹp, tiến hành lợp lại các mái ngói, chặt bỏ những cây đổ ngổn ngang trong sân nhà thờ giáo xứ. Các thông tin về gia đình Saligen Don Bosco, Nigeria một dự án xa riêng cung cấp nước uống cho những người nghèo của năm cộng đồng bản xứ. Trong những chương trình nâng cao ý thức của những gia đình nghèo để phòng chống bệnh dịch COVID-19, các tu sĩ xa riêng nhận thấy đa số các làng mạc của khu vực này hầu như không có nước sạch để sử dụng cũng như để rửa tay, rửa mặt, phòng tránh việc lây lan những bệnh truyền nhiễm cũng như những vi khuẩn khác. Vì thế, các tu sĩ xa dân Don Bosco của phụ tiện Nigeria đã tham gia vào một dự án cung cấp nước uống cho những người nghèo của năm cộng đồng người bản xứ ở miền Bắc của Nigeria nhờ sự hỗ trợ của văn phòng truyền giáo Madrid Tây Ban Nha. Với dự án này, cuộc sống của những người dân nghèo nơi đây được khởi sắc hơn. Cộng hòa Congo, cuộc họp của các giám đốc và quản lý trong Á tỉnh Phi Châu, Congo. Cuộc họp của Giám đốc và Quản lý Trong Á tỉnh Phi Châu Congo đã diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 để lên kế hoạch cho năm mục vụ mới năm 2020-2021. Cuộc họp mặt được cha Manolo Jimenez bề trên của Á tỉnh Phi Châu Congo chủ tọa. Ecuador phong chức phó tế cho thầy tuy giáo Salesian Vladimir Garcia. Tại giáo sứ Đông Bosco ở Cuenca, thầy tư giáo Salesian Vladimir Garcia đã được thụ phong phó tế vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Nghi lễ phong chức được được Giám mục Salesian Alfredo Espinona, Tổng Giám mục của Quito chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha Francisco Sanchez, giám tỉnh của tỉnh dòng Salesian Ecuador và cha phó giám tỉnh Angel Lejo. Ba Lan, bốn thiện nguyện viên truyền giáo đến làm việc tại Kenya và Zambia. Vào ngày 19 tháng 9, tại trung tâm truyền giáo Salesian ở Warsaw, cha Tadeusz Jarecki, giám tỉnh của tỉnh dòng Warsaw, đã chủ sự thánh lễ sai bốn tình nguyện viên truyền giáo là Monica, Ola, Dominica và Jacob đến làm việc tại Kenya và Zambia trong những ngày tới. Nhiều địa điểm truyền giáo vì lý do đại dịch nên cần đến sự trợ giúp cả về vật chất và nhân sự. Sau đây xin mời quý vị đến với một số thông tin về gia đình xã dân Bosco tại Việt Nam. Phú Thọ giao lưu bóng đá giữa giáo sứ Đông Bosco Hương Trang và giáo xứ Yên Tập. Hôm thứ Bảy ngày 19 tháng 9 vừa qua, Giáo sứ Hương Trang đã đưa các em đang học từ cấp 1 đến cấp 3 đến giao lưu bóng đá với các em giáo sứ yên tập. Đây là lần đầu tiên giáo sứ yên tập kết hợp với giáo sứ Hương Trang tạo ra một sân chơi giao lưu bóng đá. Lúc 16 giờ các em của đội bóng giáo sứ Hương Trang đã đến nhà thờ yên tập. Sau phần chào đón, trận bóng đầu tiên cho các em học cấp 1 đã bắt đầu. Sau khi kết thúc hai trận đấu của các đội cấp 1 và cấp 2 và hiệp 1 của khối cấp 3, cha phó giáo sứ Yên Tập đã mời ban tổ chức cũng như các cầu thủ cùng dùng cơm trong tinh thần gia đình tại khu vực nhà vòm. Trong khi ăn, các em cùng chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm sống cũng như việc học hành hoặc những câu chuyện vui tươi. Sau bữa cơm và dọn dẹp là bữa tiệc thánh thể trong thánh lễ diễn ra rất sốt sắng và trang nghiêm. Sau thánh lễ, hiệp 2 trận đấu của các em cấp 3 được tiếp tục. Kết quả chung cuộc chiến thắng dành cho các đội cấp 1 và cấp 3 của giáo sứ chủ nhà Yên Tập và đội cấp 2 của giáo sứ Hương Trang. Có thể nói đây là một kết quả đẹp và đem lại sự hài lòng cho cả hai giáo sứ. Giáo dục cho các bạn trẻ về lòng biết ơn là điều Đông Bosco luôn nhấn mạnh. Chính vì thế, sau phần trao giải và chụp hình lưu niệm, một em đã đại diện cho các em để nói lên những lời cảm ơn chân tình từ chính tâm hồn của các em qua ngày giao lưu vừa qua. Kết thúc buổi giao lưu là đôi lời chia sẻ của cha phó xứ. Ngài mời gọi tất cả các bạn trẻ cũng như mọi người hiện diện cùng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện tạ ơn. Sau đó, cha chúc các bạn cầu thổ cũng như mọi người đến tham dự ra về bình an. Cầu bông, khai giảng lớp dự bị và lớp tiền tập. Sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 9, còn thể đa minh Savio Cầu bông tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của hai lớp dự bị và lớp tiền tập. Hiện diện trong ngày vui hôm nay có cha giám tỉnh du xe nguyễn văn quang cha phó giám tỉnh du xe nguyễn văn am cha giám đốc du xe nguyễn kim khánh và quý bề trên cộng thể cầu bông quý cha đặc trách tu sinh quý cha giám đốc các cộng thể vùng sài gòn quý phụ huynh của các em lớp tiền tập cùng 36 anh em trong hai lớp dự bị và lớp tiền tập năm nay có 18 em bước vào lớp dự bị trong đó có 5 em đến từ cộng thể đà lạt 7 em từ bến cát 5 em từ xuân hiệp và đặc biệt có một em đến từ Đông Thuận Được biết đây là hạt giống tu sinh đầu tiên của Cộng thể Đông Thuận Cha Du Xe Nguyễn Kim Khánh, giám đốc Cộng thể Đã gặp gỡ và trao đổi với các quỳ phụ huynh của anh em lớp tiền tập Về chương trình sinh hoạt và đào luyện của anh em tại Cộng thể Lúc 10 giờ 15 thánh lễ được cử hành một cách trang nghiêm và xuất sắng Do cha giám tỉnh chủ tế sau thánh lễ là phần chụp hình lưu niệm và bữa cơm trưa trong tinh thần gia đình vui tươi và ấm cúng. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta nhiều ơn gọi mới và nguyện xin ơn Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống trên những anh em này để họ mạnh mẽ đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Đông Bosco Đà Lạt, tu sinh và dấn thân khai giảng năm học mới. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9 tại Cộng thể Đông Bosco Đà Lạt, cha Du Xe Nguyễn Trấn Hưng, Giám đốc, đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 cho các em tu sinh và dấn thân. Năm nay tu sinh có 4 thành viên mới, nâng tổng số lên 30 em và dấn thân có 25 em. Trước khi thánh lễ kết thúc, bạn Anh Tuấn thay mặt các em tu sinh và dấn thân bày tỏ lòng biết ơn đối với cha giám đốc, quý cha, quý thầy, học viện, các cô chú cộng tác viên, quý ân nhân, các chị phụ trách các em dấn thân. Các bạn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm yêu thương của quý cha, quý thầy, quý cộng tác viên, quý vị ân nhân trong năm học này. Các bạn hứa sẽ nhớ lời giáo huấn của cha giám đốc, biết sống yêu thương nhau, biết chu toàn các bổn phận trong vui tươi để không phụ lòng quý cha, quý thầy, cha mẹ, các cộng tác viên, quý vị ân nhân. Sau tháng lễ là nghi thức khai giảng năm học mới 2020-2021, cha giám đốc chúc mừng các em tu sinh và dấn thân bước vào năm học mới, gặt hái được những thành quả tốt đẹp nhất Tiếp đó, ngày đánh hồi trống khai giảng năm học trong niềm phấn khởi của tất cả các em. Các bạn tu sinh dẫn thân đã gửi đến cộng đoàn tham dự những tiết mục văn nghệ vui tươi và ý nghĩa. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với các bạn tu sinh dẫn thân trong bữa tiệc liên hoan. Trung tâm Cộng tác viên Mẹ Vô Nhiễm Kiên Lương, Kiên Giang Như quý vị đã biết, năm nay là năm Hiệp hội Cộng tác viên Sa Lê Duyên Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập. Chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị hai trung tâm Cộng tác viên, Trung tâm Mẹ Phù Hộ Đà Lạt và trung tâm Catarina Morano Hà Nội Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị Trung tâm mẹ vô nhiễm thuộc huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang Vào những năm 1980-1982 Các bạn trẻ vùng cái sắn Kiên Giang Được nhà máy xi măng Hà Tiên gửi đi học công nhân kỹ thuật Tại các trường ở Sài Gòn Trong đó có trường trung cấp kỹ thuật điện Hóc Môn Nằm cạnh giáo sứ Ba Thôn huyện Hóc Môn Hiện tại là quận 12 thuộc dòng Don Bosco Từ nơi đây các bạn được tiếp xúc sinh hoạt chung với các cha, các thầy dòng Don Bosco. Trong đó có cha do anh Nguyễn Văn Ti, Nguyên Giám Tỉnh, thầy do Sa Pháp Trần Quang Đại, cha Ferro Hoàng Văn Số. Và vì thế, hạt giống ơn gọi đã được gieo mầm từ đây. Sau khi ra trường về làm việc tại nhà máy xi măng kiên lương, thầy đại và cha số thường đến thăm hỏi, gặp gỡ nối kết các bạn trẻ với nhà dòng. Đến những năm đầu hình thành hiệp hội cộng tác viên cho đức cha phê Rô, Nguyễn Văn Đệ khởi xướng, đã có sự tham gia của các anh em Kiên Lương Ngày 7 tháng 5, 1995 Thành lập nhóm cộng tác viên Sa Lê Duyên Kiên Lương Nhân sự khoảng 12 người Nhưng vì không có cộng thể Sa Lê Duyên ở gần Nên anh em Kiên Lương sinh hoạt chung với ba thôn thành một nhóm Ngày 31 tháng 1 năm 1996 Có 3 ứng sinh tuyên hứa đợt đầu tiên Ngày 8 tháng 5 năm 2005 Cộng tác viên Kiên Lương tách khỏi ba thôn Lấy tước hiệu là trung tâm Joan Bosco Ngày 20 tháng 7 năm 2010, trung tâm đổi tước hiệu thành trung tâm Anton Badu. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, một lần nữa trung tâm đổi tước hiệu thành trung tâm mẹ vô nhiễm kiên lương. Ngoài ra, từ khi cộng thể Don Bosco Vĩnh Hiệp Rạch Giá được thành lập, trung tâm mẹ vô nhiễm được sự dìu dắt của cha ủy viên đã hình thành và phát triển nhóm cộng tác viên Rạch Giá thuộc trung tâm mẹ vô nhiễm. Hiện nay, trung tâm có 21 cộng tác viên sinh hoạt thường xuyên, 15 người tại Kiên Lương, 6 người ở Vĩnh Hiệp Rạch Giá, Ấn sinh tại Viễn Hiệp và Kiên Lương vào khoảng 20 người. Nhiều năm qua, mặc dù đời sống còn khó khăn, các anh chị em cộng tác viên vẫn giữ chọn niềm xác tín, ơn gọi giữa đời sống, gia đình và sứ đạo nơi làm việc. Nhiều anh chị em đã tham gia vào hội đồng mục vụ, phong trào thiếu nhi thánh thể trong các giáo sứ và trong giáo hạt Hà Tiên. Với sự hướng dẫn dừ dắt của cha ủy viên Xê Lê Diên, các anh chị em cộng tác viên trung tâm mẹ vô nhiễm đã thấm nhuận lời dạy của cha thánh Gioan Bosco, nên thánh bằng con đường yêu thương, gần gũi và phục vụ giới trẻ, đặc biệt là các trẻ em nghèo bị bỏ rơi. Suy niệm lời Chúa Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, một chút giận mình. Thông thường chúng ta rất dễ phẫn nộ, giận ghét khi có ai đó xúc phạm, chơi tay trên, chơi xấu chúng ta, hoặc khi có người khác có hành vi khiếm nhã, sai phạm làm ảnh hưởng xấu đến bản thân, đến gia đình, đến nhóm hay môi trường mình sinh sống. Tuy nhiên có một người mà rất hiếm khi ta đặt trong danh sách những kẻ bị giận ghét Cho dù mình nhận ra những tổn thương, lỗi lầm hay bất lợi mình gây ra cho người khác Người ấy là chính bản thân mình Thái độ của hai người con mà Chúa Giêsu nói đến trong dụ hôn hôm nay thật phổ biến mà cũng thú vị Thoạt đầu người con thứ nhất làm Phật lòng cha khi dám nói không với cha Nhưng sau đó anh hối hận và biến nói lời nói không thành lời xin vâng bằng hành động Người con thứ hai làm hài lòng cha trước nhưng sau lại làm cha rơi vào cảm giác hụt hẫng bị đánh lừa. Dụ ngôn chỉ rõ, chìa khóa cho việc chuyển thái độ của người con thứ nhất chính là hối hận. Thái độ hối hận là việc cảm thấy áy náy vì điều có thể làm mà đã không làm, điều có thể tránh mà không tránh. Là tiếc nuối vì để vụt mất cơ hội, là giận mình vì đã làm điều tệ hại, là xót xa vì một tương quan đổ vỡ do sự vụng về, cố chấp hay gây xúc phạm đến người khác. Như vậy, Hối hận là kết quả của một tiến trình nghĩ lại, một sự phản tỉnh sâu sắc trên những lời nói, hành vi và thái độ của chính mình. Trong hối hận, việc nghĩ lại khoảnh khắc cần thiết và sự nghĩ lại ấy phải được đặt trong quỹ đạo của sự suy xét giữa điều mình làm và điều đáng ra phải làm. Hơn thế, giận mình là tâm trạng cần thiết để quyết tâm khắc phục để về lại với đường chính nẻo ngay. Sách Hồ Sê chương 6 câu 4 đã viết: Tình yêu của các ngươi khác nào mấy buổi sáng, mau tan tự sương mai. Phạm làm người, ai cũng có trải nghiệm sâu sắc về điều này. Lúc ta đang yêu mãnh liệt mặn nồng, nhưng chỉ cần một lời, một hành vi, một sự ngộ nhận hay thiếu thông cảm là có thể biến tình yêu ấy thành hận thù, giận ghét. Và ngược lại, giận ghét cũng có thể biến thành yêu thương. Chuyện kể có lần trợ lý nhà bác học Thomas Edison chán nản nói, chúng ta đã làm thí nghiệm này 700 lần và đã thất bại. Ngài lại muốn lặp lại sự thất bại một lần nữa sao? Nhưng Edison trả lời, đó không phải là thất bại. Chúng ta đang tiến đến gần với lời giải đáp vì chúng ta đã biết tránh 700 cách làm để đạt được thành công. Edison đã dùng phương pháp thử và sai để lý giải. Làm người cũng là một tiến trình của thử và sai. Bởi chính từ những sai lỗi mà con người dần điều chỉnh mình để trở nên hoàn hảo hơn. Bởi tình cảm con người không là bất động, lại rất mong manh dễ vỡ. Vì thế để đạt tới sự bình ổn trưởng thành, vẫn cần có một chút ân hận, giận mình để mà điều chỉnh kịp thời và để đứng lên mà làm lại. Bạn trẻ thân mến, để sự hối hận của bạn không là muộn màng, bạn cần nuôi dưỡng nơi mình một lương tâm nhạy bén, một con tim biết thương cảm và một tâm hồn tinh tế, biết động lòng chắc ẩn, xót thương. Giận mình một chút, giúp bạn biết phản tỉnh, biết quay đầu trở về chân lý và lẽ phải. Giận mình một chút, Chúc bạn lưu tâm để không còn làm việc tư lợi mà quan tâm đến lợi ích của người khác. Lời Chúa khẳng định, kẻ công chính nếu bỏ đi đường công chính mà làm điều bất chính, nó sẽ phải chết. Còn kẻ gian ác, bỏ đường gian ác để làm điều công chính, nó sẽ được sống. Bạn có muốn được sống thực sự không? Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của dòng Salesian Đông Bosco Việt Nam, dongboscoviet.info hoặc website tiếng Anh của vùng Đông Á châu Đại Dương bosco.link. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên một điểm tin của kênh truyền thông Salesian tuần sau.